Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Công ty J&A, nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm Á Đông trên toàn nước Mỹ với các mặt hàng khô thương hiệu Hai Con Ngựa. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng sang Thời sự Thế giới trong phần tin tức ngày thứ tư hôm nay và dự báo thời tiết với Thảo Yên. Nhưng mà sáng nay nghe thì thấy rằng gió lại trở lại. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, đúng là như vậy. Hôm nay đó, như quý vị thấy là nhiệt độ tăng nhiều so với những ngày trước. Hôm nay nóng nhất ở Westminster Garden Road cũng khoảng 78-79 độ. Cái ngày mai là cũng tiếp tục lên 80 mấy. Nói chung là cái nhiệt độ mà 80, trung bình 80 này đó là phải kéo dài hết cuối tuần, hết ngày Chủ nhật luôn thưa quý vị. Thì qua ngày Chủ nhật cái đợt gió nóng này nó hết thì đến tuần sau quay trở về là có 70 mấy. Bắt đầu tuần sau là những ngày mưa rất là lớn rồi thưa quý vị. Hôm qua đi ra ngoài đường khoảng 10 giờ sáng lại thấy có mưa nhẹ. Và như vậy họ nói rằng El Niño bắt đầu tiến vào miền Nam và cả miền Bắc nữa. Năm nay cuối mùa đông sang tới mùa xuân sang năm sẽ ẩm ướt vô cùng. Trong khi đó tình hình tài chính ngày hôm nay cái gì nó lên quá thì nó cũng phải đứng lại xong xuống nhẹ trong ngày hôm nay. Nhưng cũng có những cái bản tin vui thưa quý vị liên quan đến dầu mà chúng ta phải hầu như hàng tuần đi đổ xăng. Nếu chạy xe xăng thì giá cả vẫn được theo dõi hàng ngày. Họ nói rằng nhờ cái số sản xuất dầu hỏa bơm rất nhiều ở Mỹ này mỗi ngày làm đối trọng với cái việc cắt giảm sản lượng dầu của Ả Rập cũng như Nga. Và điều đó để cho thấy rằng Mỹ hiện nay mặc dầu cũng khuyến khích là Ả Rập nên giữ cái sản lượng dầu cho tốt. Nhưng mà Ả Rập nói họ muốn giữ cái giá dầu cao cho nên họ không muốn bơm thêm nữa. Mà không bơm thêm thì hy vọng giá dầu cao lại không có phản ứng đó. Bởi vì cái số lượng dầu của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bơm. Và thậm chí giá dầu ngày hôm nay xuống hơn nữa, thưa quý vị. Tuy nhiên, một vài con số như chúng tôi đã thưa đó, không thực sự không có tin tức gì tốt trong ngày hôm nay vui vẻ. Cho nên giới đầu tư có vẻ như là khựng lại, không có mua bán nhiều vào sáng ngày hôm nay. Chưa biết được đến trưa hôm nay như thế nào. Dow Jones đang ở mức hầu như đứng nguyên tại chỗ 34.151, Nasdaq cũng vậy và S&P 500 cũng vậy. Thị trường ngày giữa tuần ngày hôm nay họ đang chờ đợi xem có cái gì mới hay không. Kết quả bầu cử ở các tiểu bang cũng không gây ảnh hưởng gì bởi vì không có cái dính líu gì đến vấn đề đầu tư hoặc là nói chuyện về ngân sách cả. Công trái phiếu 10 năm 4,54% tiếp tục giảm một chút xíu trong ngày hôm nay. Dầu xuống thêm 1 đồng 53 sen trong phiên giao dịch sáng nay, 75 đồng 84 sen. Nếu có những biến động lớn thì giá dầu có thể tăng, còn nếu không sẽ giữ ở mức thấp 75 đồng 83 sen. Áp lực với xăng tăng nữa không có, thưa quý vị. Vàng xuống gần 12 đồng, 1.961 đồng 80 sen. Nếu quý vị đi chợ mà mua gạo thấy gạo có tăng giá chút đỉnh thì có thể sẽ ảnh hưởng đến những cái lời đồn đoán. Và đây là một cái tựa đề ngày hôm nay. Global Rice Market, thị trường gạo toàn cầu in crisis. Nhưng mà đó là cái vế đầu tiên. Chúng ta đọc cái vế tiếp đó. Artificial shortage. Có nghĩa là cái chuyện mà thiếu hụt gạo đó
chỉ là giả thôi, không có thật. Nhưng mà cái lời đồn đoán, và đây là đến từ những nhà đầu cơ tích trữ gạo, vì một thí dụ như là vì một cái việc mất mùa nào đó ở Việt Nam hay ở Thái Lan. Ở Việt Nam hiện nay chúng ta thấy mưa khá nhiều. Cái vụ mùa thu thì đã gặt xong rồi. Bây giờ chuẩn bị cho vụ mùa xuân sang năm. Thì bây giờ do mưa nhiều đó có thể gây ảnh hưởng tới cái việc trồng gạo và là thu hoạch gạo sang năm. Thì quý vị thấy bao giờ cũng vậy. Họ đầu tư, họ mua bán, họ nghe ngóng những tin tức. Thì bây giờ giới đầu tư kháo với nhau rằng là gạo cho cái vụ mùa xuân có thể bị thiếu hụt. Cho nên chúng ta thấy cái artificial shortage đó là cái lời đồn đoán. Và vì thế họ tích trữ gạo, mà khi cái chuyện này đã xảy ra thì giá gạo có thể tăng lên chút đỉnh. Chưa biết được khi nào. Thì ở miền Nam California chúng ta mua gạo Việt Nam và Thái Lan rất nhiều. Ngoài ra thì gạo Mỹ ở Louisiana thì không có bị ảnh hưởng. Thì đó là một trong những tin tức chúng ta để chờ xem coi gạo có tăng lên trong tương lai hay không. Và thưa quý vị, Sheriff ở tại quận Ventura, từ bang California, hiện nay đang điều tra một cái vụ, họ nói là chỉ cãi nhau giữa những nhóm những người biểu tình, tuy nhiên lại dẫn đến cái chết của một người đàn ông Do Thái. Và bây giờ cảnh sát họ nói là những cái lời khai của nhân chứng đó lại vô cùng mâu thuẫn, gây khó khăn cho cái cuộc điều tra. Thì trong hình như quý vị thấy, người đàn ông nằm ở dưới đất đó thưa quý vị, chính là nạn nhân trong cái chuyện này, ông Paul Kessler. Thì vào chiều Chủ nhật tuần trước, ngày 5 tháng 11, ở tại một cái ngã tư ở Thousand Oaks, ông Kessler này là người Do Thái, ông xuất hiện ở một cái cuộc rally của những người Do Thái thưa quý vị. Thì bây giờ đó, theo như phía hồ sơ cảnh sát, là đối diện bên kia đường thì lại là có một nhóm những người biểu tình ủng hộ cho Palestine. Thì bây giờ sau đó, đến bây giờ cảnh sát cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà cảnh sát khẳng định là ông Kessler này và một người đàn ông nghi phạm đó, bây giờ tại vì chưa có chứng cứ gì hết cho nên cái ông nghi phạm thứ nhất tên tuổi không được đưa ra, hình ảnh cũng không được đưa ra, chỉ biết là cái ông nghi phạm 50 tuổi. Ông Kessler và cái ông nghi phạm, chỉ riêng hai người này thôi, tự dưng cãi nhau và có đánh nhau. Nhưng mà bây giờ cảnh sát không biết là ai là người đã tấn công trước. Thì bây giờ cảnh sát chỉ xác nhận là ông Kessler đó, ông bị chắc bị đánh té bật ngửa, ông đập cái đầu xuống dưới đất như quý vị thấy, thì máu chảy. Và lúc đó bắt đầu cái người của nhóm ông nghi phạm bên kia đó, chính là cái nhóm mà gọi cảnh sát rồi gọi luôn xe cấp cứu đến. Thì ông nghi phạm ổng cũng tình nguyện ở lại hiện trường và ổng cho lời khai đầy đủ. Cảnh sát cũng lấy lời khai hết của tất cả những người mà họ nói là họ chứng kiến cái câu chuyện này. Ông Kessler được đưa vào trong bệnh viện, thế nhưng một ngày sau, thứ hai, thì ổng qua đời. Phía bác sĩ trong bệnh viện xác nhận là bị ông bị chấn thương đầu mạnh dẫn đến xuất huyết ở bên trong. Và bây giờ phía sheriff ở quận Ventura chính thức mở cái cuộc điều tra này là vụ homicide thôi quý vị. Tại vì họ nói là cái chấn thương này do người khác gây ra dẫn đến cái chết. Tuy nhiên bây giờ đó, ngay sau cái vụ này, cái chết của ông Kessler, thì rất nhiều những cái tổ chức của người Do Thái ở trong khu vực đó thì họ một mực khẳng định là ông Kessler bị tấn công trước, rồi bắt đầu có những cái lời tố cáo nói là ông Kessler đó bị cái ông tình nghi kia, ông đang cầm cái microphone đập mạnh vào mặt hay là đầu gì đó khiến cho ông Kessler bị té. Nhưng mà sáng ngày hôm nay phía sheriff khẳng định là cái lời tố cáo này chính cảnh sát cũng chưa thể xác nhận được. Và bây giờ cảnh sát bây giờ họ chỉ có thể nói là tất cả lời khai của nhân chứng cái ngày hôm đó mâu thuẫn. Đương nhiên cái nhóm người Do Thái của ông Kessler chắc đưa ra lời khai là ông bị tấn công, nhưng mà cái nhóm của cái người mà những người Palestine chắc lại nói là ông Kessler tấn công trước. Chính vì mâu thuẫn như vậy, cảnh sát bây giờ họ không thể xác nhận được cái thông tin, cho nên là phía cảnh sát chỉ có thể lấy lệnh lục soát nhà cái ông người tình nghi. Bây giờ cảnh sát sợ là có thể cái nguyên nhân ông Kessler bị tấn công là hate crime, nhưng mà tại vì không có bằng chứng, thưa quý vị,
cảnh sát bây giờ họ cũng kêu gọi người dân hoặc là tất cả những ai mà chứng kiến cái chuyện ngày hôm đó đó, nếu mà nhìn thấy thì liên lạc cảnh sát để mà cho lời khai, hoặc là ai mà có quay được clip đó thì cung cấp bằng chứng cho phía cảnh sát. Cái câu chuyện này đó nó cũng hơi lạ, là quý vị thấy trước khoảng thời gian này rất nhiều những cái vụ này là dễ dàng quay phim được, nhưng mà cái vụ này đó không có cái hình ảnh nào mà ai tấn công ai trước cả, cho nên nó gây khó khăn cho phía cảnh sát. Hate crime, kỳ thị chủng tộc đó là phải, hoặc là thù hận đó, cái người kia phải là người Hồi giáo, hoặc cái người kia là cái người thực sự là có những cái dính líu liên hệ với băng nhóm kỳ thị người Do Thái mới ghép tội người ta được. Có thể người tấn công bên kia cũng là người Do Thái luôn, cả hai đều là Do Thái đi cùng biểu tình cùng một lúc. Cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, thưa quý vị.